hồ sơ bệnh án của cô rất là xấu, mà bệnh tình nó cũng trong giai đoạn nguy kịch, do đó có chiều hướng xấu, do đó cô cố gắng là dành thời gian để nghỉ ngơi và tránh những xúc động mạnh sẽ gây cho ảnh hưởng cho bản thân. Ba.